ngày 8 tháng 3, ngày cả thế giới tôn vinh phái đẹp. Thế nhưng với những nữ lao động tự do, dù có ngày 8 tháng 3 hay không, cuộc sống vẫn xoay vòng với những gánh nặng mưu sinh. Họ vẫn phải dậy sớm, tất bật với công việc bán hàng rong hay là nhặt ve chai trên những con phố. Câu chuyện được phóng viên VTC14 ghi nhận trong ngày hôm nay. Chị Đoàn Thị Loan đã bắt đầu với công việc thu gom phế liệu trên những con phố ngóc ngách từ sáng sớm đến đêm khuya. Vì công việc gắn bó cả ngày trên đường, nên những ngày này, chị Loan chỉ mong muốn có thể hoàn thành công việc sớm để về với gia đình. Phụ nữ, ai cũng thích hoa, thích quà. Thế nhưng với chị Loan thì hôm nào kiếm được thêm một chút tiền thì hôm đó là ngày hạnh phúc. Tôi thì cũng chả mong muốn gì hơn, nếu có thể thì chỉ cần mong sau này cho các con mình nó đỡ, cuộc sống nó đỡ khổ hơn là mình bây giờ. Chứ như mình bây giờ ngày xưa mình ít học ấy, nên là cuộc sống giờ nó khó khăn vất vả thì cũng vì hy sinh đời mình để củng cố đời con mình thôi. Rong ruổi khắp các con phố của Hà Nội là bóng dáng người phụ nữ cùng chiếc xe đẩy đầy những bó chiếu. Với chị Mai Thị Sao, ngày 8 tháng 3 cũng như bao ngày thường, chị chỉ mong muốn những điều giản dị từ những người thân thương. Rất muốn được con cái quan tâm, mọi người quan tâm như này là chị hạnh phúc. Mà chị mong muốn đi chợ thì trước tiên là mong muốn sức khỏe, thứ hai là mong đắt hàng. Có những người phụ nữ không mong quà, không mong hoa, tần tảo từ rất sớm với gánh hàng và chỉ mong rằng có sức khỏe để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Tôi chỉ cần có sức khỏe và có tiền để mua bảo hiểm, mua thuốc uống hàng tháng. Chúng tôi cũng chẳng có mong muốn được gì cả, cũng chỉ biết là đi đến ngày này rồi kiếm đủ ăn trong ngày rồi kiếm 5-30 để ra thôi, cũng chả có mong muốn được gì. Những ngày này trên các con phố của Hà Nội dường như nhộn nhịp sôi động hơn vì ngập tràn các điểm bán hoa quà tặng cho ngày 8 tháng 3. Thế nhưng những người phụ nữ lao động tự do với những gánh nặng cơm áo gạo tiền lo toan cuộc sống khiến những ngày lễ cũng trở nên bình thường. Gia đình mạnh khỏe hạnh phúc có lẽ chính là điều mong ước lớn nhất trong ngày 8 tháng 3 của những người phụ nữ đang phải vất vả mưu sinh.